Và Navi map thi đấu Overpass. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với map thi đấu Overpass. Và đây là một tình huống mà Navi sẽ người bắn City Side trước, trong đó bắn Deep sẽ người bắn T Side. Bắn 2B đến cho cái viên team Navi rồi. Bắt đầu đầu súng 3 bom Side B, Red có một mạng, Forest nằm xuống về Play B. Và bây giờ là cũng solo aim. Vâng, như vậy Edward chỉ bị bắn yếu mà thôi. Edward vẫn còn mình 13 máu. Xem chúng đi tích bom Simpo hạ gục được Raken. Vẫn là những tiếng bắn tốt đến từ Simpo. Và Simpo nằm không phải, Play B nằm xuống. Electronic hạ gục được Dennis. Tình huống giờ là 2v3. Bom đặt khá đẹp, không hề có smoke, tuy nhiên thì lại có kit đến từ vị trí của Electronic. Và giờ Drake có cho mình một mạng của Edward rồi. Get by Drake đang còn sống. Và giờ Drake vẫn đang nhấp nhá rất khó chịu. Drake cả của Electronic còn lại một mình Simple. Và đó là triple kill của Drake. Và tỷ số bây giờ 1-0 của team NIP. Một round bắn Glock có thể nói là quá xuất sắc đến từ Drake. Lắc ra là vào mồm và lắc ra là vào mồm. Và thực sự thì mình muốn kể với anh em một câu chuyện, đó là khi mà tập team nó căng hơn rất nhiều. Các bạn hình dung là khi tập team ấy, chỉ một sai lầm thôi, một sai lầm của một cá nhân thôi sẽ bị ăn chửi sấp mặt lộn, chứ nó không giống như kiểu các bạn bắn rank hay về mắt đâu. Nó căng hơn rất nhiều, tại vì tập team nó là nghiêm túc, nó cực kỳ nghiêm túc và nó cực kỳ căng thẳng. Và tỷ số bây giờ là 1-0 của team NIP. Thế nên lý do mà các team tập team thì họ cũng không tập được quá nhiều. Vâng, như vậy là Just vừa bị lộ trí. Rồi Dennis đang solo lên. Vâng, Dennis nằm xuống về Electronic rồi. Mất một khẩu AK chăng? Và như vậy là mất một khẩu AK. Và chúng hãy chờ xem. Forest ném một quả nết vào khá đâu. Không trúng nhưng tình này quả nết lỗi. Và giờ thì đấu súng và như vậy Red có một bạn. Forest hạ gục Electronic. Giờ thì Forest solo lên. Forest có bị double kill. Forest lùi lại kịp. Và bây giờ thì Raken bắt được Captain Just ở vực còn Dictor. Một tiếng stack 4 bom xoay ra đến từ Navi. Và cuối cùng thì các bạn được thấy Forest đã có một tiếng bắn rất tốt. Một máu dành cho Forest ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì chỉ còn lại một mình Edward mà thôi. Và Edward đang solo bom xoay ra. Và đây là một tiếng có thể nói là Edward sẽ phải liều mạng. Và Edward đang muốn đẩy ra lấy thông tin. Và bây giờ nếu Edward, trong khi đó cách biên tìm Nip thì họ đang kê chậm lại. Các bạn thấy rằng Nip đang kê chắc chắn. Họ đang từ tốn, họ không hề nhặt bom. Và giờ thì Edward sẽ làm gì đây? Vâng, hỏng rồi, Edward khả năng cao sẽ nằm. Connector đang có người, bây giờ thì bắt đầu nhặt bom. Và như vậy là Edward bắt được Get Rai trước khi nằm xuống bên Raken. Và tỷ số bây giờ là 2-0 cho team NIP rồi. Vâng, nhặt được một khẩu AK mà thôi. Trong khi đó thì khẩu AK còn lại đã không thể nhặt được. 2-0 cho team NIP. Và bây giờ thì cách viên team Navi sẽ có một nào Punico. Hai không dành cho team Nip. Vâng, một comment rất hay đến từ một Z. Chỉ cần một pha leo phát thôi là cả team sẽ bom an bạn. Vâng, một câu nói khá là logic. Vâng, stack 50 đến từ team Navi round này. Và đây là một round đầu mà các bạn thấy rằng bên phía Nip đang chủ động bắn đến hai khẩu CZ-75. Tại vì thực ra là round này thì bọn Nip nó sẽ, hai thằng này sẽ không đủ tiền để mua AK. Và nếu mà nó lên những khẩu UP45 thì round sau nó sẽ không lên AK nữa thì nó tốn rất nhiều tiền. Đó lý do tại sao nó đang bắn rất nhiều CZ75. Vâng, đẩy 4 bom xe B đến các cách viên của team Navi rồi. Getrai đang kê móc, Getrai phát hiện vị trí đối phương. Getrai lùi lại rất nhanh và cách viên của team Navi đang đuổi Getrai. Getrai sẽ nhặt bom và bây giờ sẽ cũng tràn lên bom xe rồi. Getrai không nên đi được mid, không có ai kê mid cho Getrai cả. Getrai có mắc sai lầm hay không đây? Vâng, dưới connector có người. Vâng, bây giờ thì có một người đang back về để hỗ trợ cho Getrai, đó là Forest, một tiếng di chuyển hơi mạo hiểm của Getrai. Đó nên là một tiếng DA long thì hơn. Và giờ thì đang móc và chúng ta chờ xem Raken có mạng không. Raken lộ vị trí rồi, solo aim. Raken đang bị quay. Giờ thì Raken nằm xuống về Electronic, không có mạng cho Raken. Có mất khẩu AK hay không? Và bây giờ thì có những tiếng đấu súng với khẩu CZ-75, nhặt được một khẩu AK rồi. Vâng, như vậy Just đã nhặt được AK và Just hạ gục Getrai. 3v5, cách biệt của team Nip, họ mất súng những tình huống rất là đáng tiếc. Thật sự là như vậy. Ví dụ như thằng Raken vừa rồi. Thằng Raken vừa rồi nó rất là ngu. Nó đứng ở sau thằng đá thì cũng là một vị trí đẹp, thì vẫn kê được rất đẹp. Nó còn thích đứng giữa đường. Vâng, thật sự là một tình huống kiểu bố mày tay to, bố mày có quyền. Vâng, tay to cũng vẫn bị bắn chết cách bình thường. Và bây giờ chúng ta cũng chờ xem. Forest headshot được Electronic rồi. 3v5 và như vậy là khẩu AK duy nhất đã bị mất. Và bây giờ thì đang có double kill cho Drake. Và Dennis cuối cùng hạ gục Edward nhưng vẫn mất khẩu AK. Khẩu AK duy nhất của team NIP round đầu vừa rồi đã bị mất. Và giờ Raken đã lên cho mình một khẩu op.
3 rào thắng liên tiếp đến từ team NIP. Tuy nhiên đều là những rào thắng khá là vất vả. Họ tốn rất nhiều tiền. Và bây giờ các bạn thấy rằng Forest là người duy nhất đang có 7k tiền rồi. Trong đó những thành viên còn lại thì đều đang có dấu hiệu yếu tiền. Rào này NIP nếu mà thua mà đặt được bom thì họ vẫn có thể bài được. Còn nếu mà họ không đặt được bom thì họ sẽ yếu tiền. Chúng bạn cứ chờ xem. Vâng, một tình huống F-beat rất mạnh đến từ Sipo nhưng ghét vai của bạn không có được Edward. Đổi mạng đến từ Flamme, rất nằm xuống với Dennis rồi. Dennis có cho mình double kill. Vâng, một tiếng clear bom sai B đến từ bộ đội Dennis và Getrai. Bom sai A vừa rồi đẩy có thể nói là khá đẹp. Thật sự là như vậy. Các bạn thấy vừa rồi là Sipo clear hoàn toàn khu vực mid. Và có chỉ cần một thằng kết nối nữa thôi, đó chính là Electronic. Bom sai A đã trở nên clear rất dễ dàng. Nhưng cuối cùng thì bộ 3 bom sai B. Đó là Captain Zerg, đó là Edward và đó là Flamme. 3 player bom sai B vừa rồi chỉ giết được một người và thủng bom sai B quá dễ dàng. Và tỷ số bây giờ sẽ là 4-0 cho team NIP mà thôi. Một round thua thì nói là rất là bất ngờ từ Na'Vi. Na'Vi vẫn thể hiện mình là một team không biết bắn CD side map thiếu Opat này. Vâng, như vậy là con bò lạc Rex đã bị hạ gục bởi Electronic rồi. Có vẻ như là team Na'Vi đang có sự thay đổi. Bình thường thì Edward với cả Simple là hai người kia. Nhưng mà round đấu vừa rồi thì các bạn thấy không phải Edward với Simple nhặt khẩu AK rồi. Không phải Edward với Simple mà lại là một đôi Electronic và Simple. Vâng, hai thanh niên tay to nhất của team thì lại là hai người bắn bom xe A. Và giờ thì các thành viên của team Na'Vi sẽ có một round half buy. Vâng, đây là một round half buy vì đơn giản các thành viên của Na'Vi thì họ sẽ up để còn lại khoảng 1.900 tiền. Họ sẽ bắn CZ và giáp 1. Nói chung là CZ giáp 1 vẫn khá là nguy hiểm ở bất kỳ map thiếu nào, nhất là những map thiếu tầm gần. Khẩu CZ là một khẩu súng bắn tầm gần rất đau. Vâng, trong khi đó thì bên phía Na'Vi thì họ đang chủ động đẩy ra để chiếm soát. Solo A đến từ vị trí của Electronic. NIP thì vẫn đang kê rất chậm. Vâng, các thành viên team NIP thì họ biết rằng là Na'Vi yếu tiền round này và họ không hề phải vội vàng. Họ không vội vàng một chút nào cả. Bây giờ thì bắt đầu đẩy vào khu bom xe A. Vâng, bắt đầu đẩy vào bom xe A. Và bây giờ thì Na'Vi đang bắt bài. Họ bách về để họ stack 4 bom xe A round này rồi. Vâng, 4 bom xe A. Và có vẻ như Zerg sẽ là người duy nhất solo B. Tactic đang rất giống với cả tactic của team tactic rất giống với cả tactic của team Envious. Captain sẽ là người solo B và 4 người còn lại sẽ bắn bom xe A. Rồi chuẩn bị đánh vào A. Simple được đuổi stack lên một vị trí rất đẹp. Các bạn thấy vâng, Simple phát hiện vị trí đúng rồi. Simple phân pick được Forest. 5v4 lợi thế hơn người đang thuộc về team Na'Vi. Một pha stack bắt người rất hay đến từ thành viên của team Na'Vi. Và rồi NIP có vẻ như đang muốn trả được bom xe A. Sipo đã góc kê trước. Giờ thì chạy vào chay sẽ là một tiếng phải trả giá. Có flash được búp vào. Vâng, như vậy Edward bị cũng bởi rách rồi. Sipo vẫn chưa nằm xuống. Flamme đổi được một mạng. Electronic bị headshot. Bây giờ thứ 3 bên 3. Dennis có 5 kill. Dennis có triple kill. Lại là Dennis. Vâng, mỗi khi mà NIP gặp khó thì Dennis lại là người lên tiếng. Và giờ là 3v1. Zerg không có nhiều hy vọng trong tiếng này. Zerg đi qua bom lửa. Ở bây giờ thì Zerg có cho mình double kill rồi. Zerg bất ngờ. 1v1. Zerg sẽ nhặt được súng và không được rồi. Raken đã quyết định cường skill luôn. Và tỷ số đã 5-0 của team NIP trong trận đấu ngày hôm nay. 5-0 là vinh tiền của team VN team NIP rồi. Vẫn là vị trí của Dennis. Các bạn thấy Dennis vẫn là một vị trí bắn cực kỳ tốt từ phía team NIP. Và bây giờ thì các viên team Na'Vi sẽ có thêm một round full buy nữa. Vâng, như vậy là sẽ có. Các bạn thấy rằng đã có hai khẩu op dành cho team Na'Vi rồi. Hai khẩu op, một khẩu op của Flamme và một khẩu op Simple. Simple sẽ bắn op ở khu A-Lo, còn Flamme sẽ là người bắn op ở khu B-Lo. Vâng, Flamme đang kêu op trực diện B-Lo. Và bây giờ các viên của team NIP họ đang chủ động control khu vực nhà vệ sinh. Bom xe A đang được bắn với cặp đôi Electronic và Simple. Và như vậy đúng là có sự thay đổi người. Ui dồi ôi. Vâng, Electronic nhảy check. Và bây giờ thì Simple bắt được Rex. Một tiếng cover rất kịp thời từ Simple. Rex vừa rồi đang định sộc vào để hạ gục Electronic khi mà Electronic đã bị đẩy vào một vị trí khá tù. Nhưng Simple đã có mặt kịp thời. Giờ Simple đang muốn đẩy ngược lại. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, đẩy rất cục từ Simple. Một tiếng Simple đang muốn tự tin vào skill của mình. Giờ Simple đẩy ra. Và có vẻ như NIP không hề biết điều này. Đang chuẩn bị set up bài bom xe A. Và giờ thì bắt đầu ném bom rồi. Sipo đã nghe thấy. Và giờ Sipo đang lùi lại.
Vâng, như vậy là Sipo đã nhìn thấy đối phương. Và bây giờ thì Sipo chưa có mạng. Tiếp theo sao bắn trượt lên Sipo và ngay lập tức thì đè đi ra cùng Sipo rồi. Chuẩn bị tràn vào bom xe, smoke bắt đầu nổ rồi. Flash đã ném vào, giờ thì Dennis đang tăng vào. Vâng, Electronic đang đứng vị trí cơ bản. Giờ thì Electronic nằm xuống bên Raken. Vâng, các bạn thấy rất quái đến khách viên team NIP. Họ che hai quả smoke hai bên, nhưng họ lại để lại khu vực ô tô để họ ném lửa. Và bây giờ thì Dennis có cho mình double kill. Smoke vâng, một tiếng timing sai. Và bây giờ thì bom đã là thành công rồi. 3v2, không dễ retake bom. Edward đang muốn tăng ra, chúng hãy chờ xem. Vâng, bởi Forest đã bắn rất cường. Và Forest bắn vào mồm Edward, chỉ lại một mình Flamey mà thôi. Vâng, Flamey đang muốn làm gì đó, và đó là hai cái sọ dành cho Forest. 6-0 của team NIP rồi. Vâng, round đấu vừa rồi, lại một lần nữa chúng ta thấy Dennis công chúng tăng vào bom rất quyết đoán. Hai mạng dành cho Dennis, luôn luôn là fragger quan trọng của team NIP. Những tình huống mở đường, những tình huống mở combat rất hiệu quả của Dennis. Các bạn thấy rằng giết những thằng đầu tiên là khó nhất, vì thằng Dennis vừa rồi nó giết thằng Sipo, nó giết cả thằng bom luôn, làm bom xe clear. Và cái bài của bọn NIP trong round vừa rồi khá là hay, khi bọn NIP ném một quả smoke che cái khu vực thùng bom và cái xe tải, một quả smoke che thùng bom và cái xe tải bên trái, một quả smoke che thùng bom và cái xe tải bên phải. Sau đó thì nó ném một quả lửa vào sau cái xe ô tô tải để nó tăng thẳng vào trong cái ô tô tải ở trong bom. Và sau đó thì nó, các bạn thấy nó chỉ ném hai quả smoke thôi, nó bỏ đúng cái vị trí ô tô, cái vị trí mà thường đa phần các team họ sẽ che quả smoke của nó. Nhưng vừa rồi thì bọn NIP nó không che quả smoke của nó, mà nó lại ném quả bom lửa và sau đó tăng vào xe tải để nó bắn nhau. 6-0 thì team NIP rồi. Và giờ Navi sẽ có một round half buy. Vâng, đúng là như vậy. CZ giáp 1. 6 round thua liên tiếp đến từ thành viên của team Navi. Và chúng hãy cũng chờ xem. Vâng, tình huống này Navi đang phải bắn 3 bom xe A. Có vẻ như 2 bom xe A là không đủ. Vâng, Dennis lần này không dám mạo hiểm nữa. Đã một lần Dennis bị bắn chết ở khu vực connector này. Và người đang đối đầu Dennis đó là Just. Vâng, Just rất lì lợm. Và ở cái khoảng cách tầm gần như này thì AK và CZ thì nó không khác nhau tí nào. Thậm chí khẩu CZ còn có lợi hơn, vì khẩu CZ nó còn chạy bắn được, khẩu AK thì không chạy bắn được. Bây giờ thì đang nhá ra từ Captain Just. Vâng, Simple vừa rồi bị bắn trúng một viên. Tiếp tục thì Just cũng bị cầu máu, Simple bị bắn yếu rồi. Vâng, Simple vẫn rất lì lợm, vẫn nhảy check, các bạn thấy rất lì lợm. Trong đó thì Just cũng đang có cuộc đấu trí với cả Dennis ở khu connector. Và giờ Just đã bách về khu bom xe B, 3B và 2A. Và giờ đội hình của team NIP bắt đầu triển khai, họ tràn đây long nhanh. Vâng, đội hình đang di chuyển dần về bom xe A. Và đây làm tiếng Navi chỉ bắn có 2A mà thôi. Simple thì yếu máu rồi, khe rất đẹp. Ui dồi ôi. Vâng, như vậy thì Simple bắn cho Forest chỉ 5 máu mà thôi. Cái khe rất là hẹp. Vâng, tôi không tin được Simple này nhìn thấy tiếng vừa rồi. Giờ Simple vẫn đang gây rất nhiều khó chịu, bây giờ bắt đầu tràn bom xe A. Electronic đứng giữa đường. Vâng, một mạng dành cho Electronic, Dennis bị gục rồi. Một tiếng đứng rất dị từ Electronic. Và giờ bom được ném vào rất nhiều. Vâng, đấu súng, Flamey có một mạng. Rake hạ gục Flamey, Getry bắt được Captain Zut. Và bây giờ chúng ta vết mà. Vâng, đang sấy rất nhiệt tình với Getry. Rake có những triple kill. Và đó là quà là kill anh Rake với tỷ số là 7-0 anh team NIP. Vẫn là một round thắng anh NIP, nhưng đó lại là một round thắng rất vất vả. Vâng, rất may lần này Dennis đã chết sớm, nhưng Rake lại cũng tỏa sáng. Ui dồi ôi. Vâng, các bạn thấy một tiếng bắn tay cực to đến từ thành viên Rake. Đúng là tuổi trẻ, những cái điều này chỉ có tuổi trẻ làm được thôi. Còn Getry có một tiếng ngồi sấy khác gì tôi sấy đâu. Getry bắn y hệt như tôi. Còn Rake thì giống như kiểu mấy thanh niên tài năng trẻ trên Viking hiện nay đấy. Lắp tao 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 chiêu 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 chiêu. Vâng, 7-0 thì team NIP rồi. Và bây giờ thì cách viên của team Navi sẽ có một là pull bài tiếp theo. Đẩy shot, vâng, như vậy đổi chiến thuật, đẩy shot. Và đây là Rake đang kia trước, đang vào đây. Ui, quả flash chính xác quá, Rake nằm xuống rồi. Nhưng bây giờ thì Getry lại không dùng chất chày nữa. Và giờ đang dùng back về 2 bao xe B. Flamey đang đứng giữa đường. Bây giờ Flamey rút quả flash ra, tham minh sai. Vâng, như vậy thì Sipo bắt được Forest rồi. Quyết định đẩy, rất cục đến được khách viên của team Navi sau nhiều round thua. Và bây giờ thì đấu súng rồi, có mạng hay không? Flamey có thêm được một mạng nữa của Dennis. Và chỉ còn lại một mình Draken mà thôi. Và một tình huống đẩy B rất quyết đoán đến từ khách viên của team Navi. Và chúng ta lại thấy một lần nữa Getry lại chết chay. Và một tình huống mà Getry đã được người đồng đội mình đó thí, đã thí được người đồng đội mình đó Rake. Một pha đẩy B khá bài bản của Navi. Vừa rồi các bạn thấy Navi nó chủ động chiếm sót sớm, nó đẩy hai thằng ở khu vực cống, sau đó nó búp một flash từ trong bom xe B ra khu vực belong. Thế là hai thằng kia belong, một thằng bù. À, vâng, như vậy Raken vẫn bắt được một cháu đi lạc, một con bò lạc, đó là Flamey trong round đó vừa rồi.
Vâng, chúng ta cũng chờ xem Simple đang có lợi thế kiểu của mid và đối đầu Simple là Raken. Raken có vẻ như đang muốn xếp súng rồi. Cái thời gian này thì không thể vào A, chẳng thể vào B được. Nhất là một tiếng 1v4. Raken quyết định giặt công viên dạo chơi chút và sau đó tìm cho mình một vị trí xếp súng qua phong ảnh đẹp đẽ. Vâng, như vậy sẽ là một tiếng kê mid, tham cận kề sau đó chui công viên trốn, hợp lý, logic tốt. Vâng, đội hình của team Navi thì không hề có dấu hiệu đẩy lên. Tỷ số bây giờ sẽ là 1-7 dành cho Navi là điều chắc chắn. Round thắng đầu tiên của Navi bên phía Cityside. Các bạn thấy round thắng đầu tiên của Navi bên phía Cityside từ đầu trận đến giờ. 3 mạng dành cho Getrai từ điểm hiện tại. Trong đó Rake và Dennis mỗi người có cho mình 10 mạng và 11 mạng. Vâng, rõ ràng là phong độ của Getrai đang là không tốt trong trận đấu ngày hôm nay. 1-7 và đây sẽ là một key round. Vâng, thua round này thì Navi lại yếu tiền tiếp và họ không thể thua được. Lửa ném ra, tuy nhiên quả smoke của Rake rất quyết đoán. Một quả smoke dập lửa, Rake đang phi lên như một con chó dại, phi rất nhanh lên và bây giờ thì Flamey đang ok trước, được đồng đội stack lên rồi. Các bạn thấy một pha stack rất đẹp. Nếu mà nhảy lên chỗ kia thì ăn quả flash thì chắc chắn không chạy được, nhưng mà được stack thì ăn quả flash thì ngồi xuống cái là không bị sao nữa, sau đó lại đứng dậy lại bắn được off tiếp. Đó là lý do tại sao cái vị trí stack lợi hơn. Trong đó thì ăn quả flash bình thường là phải nhảy xuống một cái vị trí ở trên cái thanh ở A-Long, gần như là vị trí mà chắc chắn sẽ ăn flash. Góc kê rất dị. Vâng, một góc kê rất dị. Và bây giờ thì Simpo đứng trên lửa và Simpo vừa rồi chấp nhận mất cho mình nửa lít để có thể pick được người. Tuy nhiên thì rất đen Simpo, các thành viên của team Deep họ không hề đẩy ra. Họ chỉ ném qua bóng lửa và họ lùi lại luôn. Và công sức của Simpo đã trở thành công cốc. Vâng, đây xem dù đánh bom xe B rồi. Đi 5 bom xe B. Chắc chắn đánh B, fake lần 1. Vâng, ném quả smoke chè vào giữa bom xe B để fake lần 1. Bỏ chay vào. Vâng, tà tích rất hại não đến những thành viên của team NIP. Rồi Raken có vẻ như sẽ là người đi đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bò vào. Raken sẽ cover đồng đội mình. Lửa ném ra trích tô xích. Vâng, như vậy bắt đầu tràn bom CB rồi. Thành viên của team Navi đang bị động trong thứ này. Edward tay đạn. Một mạng anh cho bò hết. Và bây giờ thì sao? Edward đàm xuống. Vâng, như vậy là bộ đội lão làng của team Navi đã có một tình huống cách B tuyệt vời. Bây giờ thì sao? Chưa có mạng dành cho Simple. Tiếp tục thì Simple hạ gục được Raken. Tình huống giờ là 4-3. Một tình huống cách bom CB. Và tôi không hiểu tại sao cách Việt Navi lại tin tưởng. Sao cái trọng trách? Cái gì đấy? Ui, nhảy ném đét. Fail rồi. Electronic bắt được Forest. Get right đổi mạng Electronic. Một tiếng get right nhặt off của đồng đội để bắn. Rất liều mạng. Và bây giờ get right lộ vị trí. Flamey bị bắn yếu rồi. Flamey chỉ còn 4 máu thôi. Xếp 2 cầu off. Đó là quyết định hợp lý đến từ team Navi. Và một sai lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi không thể hiểu được Navi nghĩ gì để tin tưởng cho cặp đôi anh em Edward với cả Captain Zerd bắn 2 bom sai B. Trời ạ. Hai thanh niên già nhất team đi bắn bom CB. Không có sai lầm nào lớn hơn sai lầm nào. Vâng, không hiểu tin tưởng lại tin tưởng cho bộ đôi này bắn bom CB ạ. Các bạn thấy hai bom CB chết không đổi mạng nào cả. Vâng, một tiếng một mình Forest chơi cả đôi luôn. Một mình Forest cân đôi. Cân cả anh, cân cả thằng anh lẫn thằng em. Clear bom CB luôn. Bắn thế này thì thằng Electronic với thằng Simple sau này phải về tập retake bom nhiều. Hôm nào mình bảo Venten gửi cho bọn Navi cái server detect bomb. À không, thực ra là gửi cho thằng Simple với cả thằng Electronic. Mình thấy thằng Venten là suốt ngày chơi server detect của server 7 màu đấy. Hôm nào gửi cho Simple với Electronic chơi nhiều hơn để có gì tập detect cho nó hợp lý. Chứ dạo này mình thấy Mirage cũng lên mẹ với rớt với cả Edward cũng bắn 2B. Map nào giờ anh em cũng bắn cặp B thế này thì khả năng cao là sắp tới lại phải tập detect nhiều, không thì khó thắng lắm. Vâng, tỷ số bây giờ đang là 8-1 dành cho team NIP rồi. Thua một key round. Và đây là round up cố từ team Navi. Vẫn còn hai khẩu học và bây giờ nhìn thấy rồi. Như vậy là Simple vẫn pick được Dennis trong team này. Vâng, vừa rồi Simple, Dennis rất lì. Simple rất lì, bây giờ Simple bị spam trúng. Đi qua smoke. Rất quái, Rake công tiếng quốc qua smoke. Rake chưa lộ vị trí, mà bây giờ thì Rake lộ vị trí. Simple rất lì lợm team này. Bây giờ thì rớt hạ cũng được get right. Bom rơi rồi, hỏng rồi. Pha di chuyển có thể nói rất quái của Rake, nhưng rất đáng tiếc khi mà Rake thiếu mất 1 giây nữa. Thằng Rake vừa rồi thiếu mất 1 giây. 1 giây nữa thôi thì thằng Rake nó sẽ đi qua quả smoke này. Và bây giờ chúng ta lại chờ xem Forest sẽ làm gì đây. Vâng, Simple vẫn ngồi sau quả smoke. Simple vẫn đang bắn rất là lì lợm ở khu vực mid. Phát hiện vị trí đối phương rồi. Vâng, bây giờ thì Electronic đang kế trước. Và bây giờ Electronic bắt được Forest. Chỉ còn lại một mình Raken rồi. Xếp súng tiếp chăng? Vâng, có vẻ như Raken muốn xếp súng, tuy nhiên thì lần này hơi khó. Bị chặn cả đầu cả đuôi rồi.
Vâng, đang muốn leo thang. À đây rồi. Đây rồi. Ô. Ô. Bắn trượt à? Quả đấy có bắn trượt à? Sao cái thằng camera là thằng đéo nào quay khó chịu đấy nhỉ? Đang quay ra Ken nhảy mẹ quay thằng cáp từ rớt. Bức xúc cái đấy. Bức xúc cái đấy. Flamey hôm nay phong thủy toàn xanh. 28 dành cho team Navi. Và bây giờ thì Nip vẫn đủ tiền để pull bài. Ui dồi ôi, tốn hai quả smoke đi đi dập một quả bóng lửa. Nhà có điều kiện quá nhỉ. Có vẻ như Nip dạo này nhà có điều kiện quá. Tốn hai quả smoke chỉ đi dập quả bóng lửa. Vâng, bây giờ thì phát hiện đối phương không? Phát hiện rồi. Vậy có off và như vậy là Sipo lại bắt được Getry. Vâng, lại stack lên nữa. Chúng ta chờ xem Sipo chuẩn bị nhảy bắn này. Thực hiện lại quả map ca tre. Rất lì lợm các bạn thấy. Không thèm lùi về luôn. Bây giờ bắt đầu cái book flash đuổi về. Vừa rồi thằng Sipo nó bắn đúng cái kiểu là địt mẹ. Thằng nào nhảy vào quả smoke với bố phải bắn chết cụ với luôn. Đấy là phong cách của Sipo. Và bây giờ đẩy ngược lại khu vực nhà vệ sinh. Các bạn thấy đầu tiên thì pick người ở A-Long. Stack hai người pick A-Long. Bây giờ đẩy ngược về nhà vệ sinh. Rồi Sipo kê trước. Sipo phát hiện đối phương rồi. Và rồi thì đang nấp rất kỹ. Người đang nấp rất kỹ đó là Dennis. Và Rake vừa bị bắn yếu. Vâng, Rake còn 20 máu mới thôi. Rake đẩy xuống con Hector bị ăn yếu. Và bây giờ để đi nào không được Sipo. Một tiếng lắc ra thì nói nó rất dị. Vâng, Sipo rồi đang kê ở khu vực con Hector đi lên. Thì không hiểu Dennis từ đâu lắc ra mà nó ăn mồm. Vâng, vừa rồi rõ ràng Sipo giật mình. Và quả nết rất tốt đến từ cam từ rớt. Và tình huống giờ là 3v4. Bắt đầu tràn bom xe. Vâng, bây giờ Nip đang tràn bom xe. Và bây giờ thì một bạn cho Forest có 5 kill. Forest có triple kill rồi. Gừng càng già càng cay. Một tình huống đẳng cấp đến từ Forest. Một mình Forest clear toàn bộ off xe. Và giờ thì Edward đang đẩy lên rất nhanh. Và Edward nằm xuống bể Raken. Và tỷ số bây giờ là 9-2 cho team NIP. Không thể tin được nào đâu vừa rồi. Và giờ thì Navi lại có dấu hiệu yếu tiền. Bay luôn. Vâng, như vậy là Playme quyết định bay luôn. Cay rồi. Vâng, đây xem tình huống áp cố. Ui dồi ôi. Đi chợ, đi chợ, đi chợ. Ui. Vâng, các bạn thấy một mình Forest vừa rồi làm ba cháu rất nhẹ nhàng. Đẩy vào bom sai bắn ba mạng. Không thể tin được. 9-2 dành cho team Nip. Và đây là một round đấu mà có vẻ như là các player của team Navi đang có dấu hiệu nội bộ. Flamey đang full buy. Trong khi đó thì những người đồng đội còn lại của team của anh thì lại không full buy mà lại half buy. Vâng, như vậy là có vẻ như Flamey cáo rồi. Một mình Flamey full buy. Còn những người đồng đội thì người thì eco, người thì half buy, bắn CZ giáp 1. Simple thì lên một khẩu Deagle không giáp mà thôi. Nip đang có cơ hội để có cho mình round thắng thứ 10. Các thành viên team Nip liên tục thay nhau tỏa sáng. Lúc thì đè Nip, lúc thì Forest, lúc thì Rake. Vừa rồi làm tiêu mất Simple giật mình. Thằng này Nip thì nó ngồi trong cái góc. Sau đó nó giạt bắt nó bắn chết luôn. Và vừa rồi Simple giật mình đến mức còn không flick kịp. Vì thằng Simple đang quá tập trung vào cái tâm của nó. Nó đang kê cái thằng connector lên. Chứ nó không nghĩ rằng là sau cái tường đó có địch. Và giờ thằng chúng bỏ chạy vào xe B đang bắn solo B. Vâng, như vậy người đang solo B đó là Edward. Và B thì up rồi. Quyết định bài. Vâng, hai người half bài và ba người full bài đến từ khách viên team Navi. Mình chúng bò chạy vào. Vâng, bò qua và không thể nhìn thấy được. Simpo không nhìn thấy được vì đơn giản đây chúng bò qua chứ không phải là tướng. Và bây giờ Simpo bị bắn vào mồm bởi Dennis rồi. Các bạn để thấy tình huống bò chạy vừa rồi rất hiệu quả. Get Rai có một mạng của Just. Edward đổi mạng của Rake thành công. Tình huống giờ đang là 4v3 và Get Rai chỉ còn 2 máu thôi. Get Rai đang lùi lại rất xa các bạn thấy. Get Rai được bài tờ rất hiệu quả. Giờ thì Get Rai, các thành viên của team Navi đã phải chăm sóc đặc biệt cho Get Rai. Vâng, bây giờ thì Get Rai nằm xuống rồi. Tuy nhiên thì chắc chắn sẽ là một round thắng ngay cho team Nip thôi. Rất khó để retake bomb tiếng này. Và có vẻ như Navi không hề quyết định retake bomb. Tỷ số sẽ là 12 cho Nip. Và Navi có 3 súng, round sau họ vẫn có thể full buy được. Một tình huống xếp súng tốt đến cho khách viên team Navi. Vâng, round đầu vừa rồi là một round đầu mà các bạn thấy rằng bọn Nip nó rất hiểu map. Cái vị trí mà bọn Nip đi vào nếu mà là walk ấy thì thằng Simple nó sẽ nhìn thấy cái chỏm đầu và nó sẽ bắn được. Và nó biết luôn là đối phương vào B. Nhưng vừa rồi bọn Nip nó không hề đi vào và bây giờ. Vâng, như vậy là Edward đã mất một súng rồi. Vừa rồi các bạn thấy bọn Nip nó bò vào, ba thằng nó bò xuống, nó bò ngang qua. Thằng Simple vừa rồi không hề nhìn thấy một thằng nào đi qua cả. Nên thằng Simple rất ngây thơ lắc ra để check belong. Không nghĩ rằng là ba thằng Nip nó lại ngồi ngay cạnh mình rồi. Và di chuyển có thể nói là rất quái. 12 cho team NIP và rồi Navi sẽ có thêm một round full bài nữa. Vâng, như vậy. Cái gì đây? Lại ta thích gì đây? Nào. Cái gì? Simple. Vâng, như vậy đây có thể coi là một round full bài. Chỉ có một mình Simple sẽ bắn Deagle thôi.
Khách viên còn lại thì đang có AK, M4 và UMP 4B luôn. Như vậy là simple bảo. Vâng, Electronic Solo A một khẩu AK vào đây cũng đẩy B nữa. Liệu khách viên của team Nick có chết bởi quả flash hay không? Không, lần này thì Getrai kinh nghiệm hơn rồi. Tiếp theo thì Play Me bắn chết Getrai. Vừa rồi không hiểu tại sao Getrai có thể bắn lỗi tình huống rồi nhỉ. Vâng, vừa rồi lại có cả Raken bắn hỗ trợ mà tại sao Getrai vẫn bị bắn chết. Rồi Raken có vẻ như đang lùi lại rồi. Vâng, Raken bắt được Zerg ở khu vực B shot. Khó rồi, khó thở cho Na'Vi rồi. Chúng ta cũng chờ xem bây giờ thì Sipo muốn đẩy ra. Vâng, Sipo táng một viên Nico vào người Raken rồi. Rồi Sipo vẫn đang muốn chơi nhau với Raken. Vâng, Sipo đang rất tự tin ở tình này. 10-12 và giờ đang làm tình 4-2. Giờ Sipo sẽ đẩy ngược lên A khi mà Electronic đã bách về khu bom xe B. Cách biệt của team Nip đang di chuyển. Vâng, họ cầm bom lên bom xe A. Và giờ có lộ tiếng hay không đây? Họ đang chạy rất to và giờ Sipo chắc chắn nghe thấy rồi. Sipo ngó đầu lên và ăn một viên. Ui trời ơi, sao tôi nói chuẩn đấy nhở? Ngó đầu lên ăn đúng một viên này. Ít con mẹ phải, đúng là mọi thứ nằm trong dự đoán của mình hết rồi. Giờ chỉ còn lại một mình Electronic thôi. Và tình huống này thì Electronic khả năng cao là sẽ giết được hai. Sở trường của thằng Electronic là retic bom. Bình thường thì 1v2 hoặc 1v3 thì có thể retic được. Chứ 1v4 thì đéo thể nào retic được. Và giờ bọn Nip đang có nhiều lợi thế thì vớ vẩn là thằng Electronic cũng sẽ được đôi cháo cho nó chết. Không biết có đúng hay không đây. Và bây giờ chúng ta chờ xem. À, thằng Electronic nó nghe thấy thằng kia rồi. Nó nghe thấy vị trí của Dennis rồi. Và bây giờ nó đang kê trước. Dennis, à như vậy Dennis không mạo hiểm. Dennis bắn rất an toàn và lùi về. Như vậy là Electronic sẽ không có được cháu nào cả trong tình huống này. Vì đơn giản là bọn Nip trong tình huống này nó đã bắn quá cẩn thận. Các bạn thấy cái đội hình của nó dạt hết về A long nhà vệ sinh. Không có thằng nào trong bom, mỗi thằng Dennis. Nhưng thằng Dennis nó fake tiếng, sau đó lại cũng chạy về nốt. Và giờ thì bom nổ có chết hay không đây? Vị trí này bom nổ. Vâng, như vậy là mất có 25 máu. Đây là một vị trí đẹp để anh em để xếp súng. Từ sau anh em biết là có thể xếp súng ở đâu ở đây. Một vị trí ở trên bom xe A khá gần bom mà chỉ mất có 25 máu thôi. Tại vì cái vị trí này nó được những cái thùng bom này nó cản trở rất nhiều. Các bạn thấy những cái thùng này với cả những cái tường nó đỡ cho khá nhiều rồi. Nên mất rất ít máu tình huống vừa rồi. Và giờ thì Na'Vi sẽ có một round eco. Sau liên tục những round áp láo thì bây giờ Na'Vi có được round đấu. Cũng đéo phải round eco. Vâng, cái round đấu này giống cái round đấu hấp bài hơn. Các bố đóng hết cả giáp 1 vào. Vâng, các bạn thấy rằng Na'Vi từ nãy giờ đang áp rất là láo. Nó chả theo một cái quy tắc quy chuẩn nào cả. Vâng, chả phải Mark Lenin, cũng chả phải Hồ Chí Minh. Không biết là các thành viên của team Na'Vi đang áp theo cái quy luật gì. Tôi không thể hình dung ra được. 11-2. Vâng, thua rất sâu và Na'Vi bắn. Úi dồi, thằng Flash tốt. Vâng, Dennis vừa rồi thì không dính Flash. Nhưng mà thằng Electronic vừa rồi là bắn quá tốt. Bây giờ chúng ta hãy chờ xem. Forest đang kê và bây giờ xem chúng đánh A. Forest, cháu đầu tiên. Captain Zerg có một tiếng di chuyển rất ngây thơ. Và bây giờ thì sẽ đối đầu. Vâng, Forest phát hiện đối phương. Forest sấy và Forest nằm của bên quất rồi. Getrai lại có mặt kịp thời. Bây giờ thì Play Me hạ của Greg. Tình huống giờ là 2v3. Getrai và Raken đang là hai người duy nhất còn sống nữa thôi. Thành viên của team Nip đang mất người lẻ rất nhiều. Đây là một round đấu mà có lẽ họ nên đi bầy đà. Nhưng mà họ lại đi lè. Họ chết lè rất nhiều. Bây giờ chúng ta lại chờ xem bom được cầm về B. Nhưng Raken đang cầm họp đi bom xe A. Và giờ khách viên của team Na'Vi sẽ bách về 2B rồi. Họ đang bắn solo A đến từ Simple. Simple đẩy A-Long với một khẩu Deagle và solo A. Và giờ thì bộ đôi Flamey với cả Electronic kinh B thôi. Thế này thì không vào B được đâu. Hai thằng này tay to lắm. Tôi nghĩ là như vậy. Không phải Edward với cả Zerg như mọi khi. Khó đánh B rồi. Vâng, như vậy phát hiện đối phương rồi. Getrai sấy. Vâng, Getrai sấy lỗi. Bây giờ thì Getrai nằm xuống về Electronic. Mọi thứ lại giống với những gì tôi dự đoán. Và giờ Raken cố gắng và Raken bắn trượt. 3-11 dành cho team Na'Vi. Vâng, nếu vừa rồi mà là bộ đôi Zerg với Edward và cành B thì tôi nghĩ rằng có cơ hội đấy. Nhưng mà tôi nhìn lại tôi thấy thằng Flamey với thằng Electronic thì thôi hết. No hope, no hope. Không vào được đâu. Tỷ số bây giờ là 3-11 dành cho team Na'Vi. Một round thua rất đáng tiếc đến từ các player của Nip. Và bây giờ Nip vẫn đủ tiền để full buy bình thường trong round đấu cuối cùng này. Tràn qua smoke luôn. Na'Vi đang bắn láo. Na'Vi đang bắn láo. Bây giờ chúng ta hãy chờ xem. Rex không biết đối phương gần. Và bây giờ đấu súng một mạng cho Dennis rồi. Vẫn là Dennis đang bắn tốt. Electronic bị bao vây. Vâng, Electronic đang cố gắng và Electronic bị bắt bởi Rex. Vâng, rất đen vừa rồi gặp hai player tay to. Sipo đổi được một mạng trước khi bị ăn bởi Forest. Và thì cũng phi nối rất láo từ Forest. Và giờ thì Forest sẽ đối đầu với cả
đó là Flamy. Vâng, như vậy là màu đen biết được Flamy rồi. Flamy còn một máu thôi. Vâng, Flamy đang đái ra quần, hỏng rồi, vẫn đái hẳn ra quần rồi, ướt hết cả quần rồi. Đang bunny lên thì gặp ngay Forest. Các bạn thấy Forest vừa rồi thì cũng tham mình quá chuẩn, phi lên khu vực connector hợp lý, sau đó tăng thẳng bò xe à. Mọi thứ là chính xác rồi. Edward đang chuẩn bị chui vào quả smoke ở đây rồi. Ui dồi ôi, rằng Edward vẫn đang đi tìm xem là địch đứng ở đâu, thì không ngờ là đối phương lại ở sau lưng mình. 12-3 dành cho team NIP, vâng, là điều chắc chắn. Và đây chúng ta lại xem lại một số highlight bên phía T-side của team NIP trong trận đấu vừa rồi. Những tình huống bắn tốt của Dennis. Đây là một tình huống các bạn thấy rằng Simple nó là thằng bắn off, pick người rất tốt, và Dennis liên tục những tình huống pick người. Đây lại là một tình huống nữa. Úi xồi, thằng Dennis bắn toàn mặt. Thằng Dennis này nó bắn setting khá là dị, thế nên mình cũng không sử dụng tâm của thằng Dennis này. Mình cũng đã thử rồi. Nói chung thằng Dennis này bắn setting là, à đúng rồi, nó bắn 1600 x 900, nó bắn 169. Mình thì mấy cái máy mình chơi thì thường thì cấu hình không đủ cao để bắn 169, để bắn 169 FPS nó sẽ tụt, thế nên mình sẽ không bắn 169. Mình vẫn muốn bắn 43 hơn. Bây giờ mình bắn 43 thôi mà FPS của mình chỉ tầm khoảng 240 thôi. Nó chỉ rơi được tầm khoảng 240 đến 250, và nhiều lúc nó vẫn tụt xuống 220. Thế nên mình không muốn bắn những cấu hình quá cao, nó ảnh hưởng khá nhiều. Tỷ số là 12-3 cho team NIP. Và bây giờ thì Crowd Pistol này NIP chỉ cần ăn được nữa thôi, và chắc chắn NIP sẽ giành chiến thắng ở map Thiếu Hồ Park. Tuy nhiên NIP cũng mắc một căn bệnh giống Na'Vi, đó là căn bệnh sợ bắn CT sai. Không biết hôm nay thế nào. Hôm nay may cho NIP đấy, Na'Vi hôm nay là mới thử nghiệm tactic mới, đó là cho Electronic sang bom xe A để cho Edward với cả rớt bắn bom xe B. Và điều đó giúp cho các viên của team Na'Vi có cho mình phong độ tuyệt vời trong bên phía CT side vừa rồi. Đó chính là cái việc là bom xe A thì bắn cũng đéo chắc, mà bom xe B thì lại càng đáng sợ hơn. Vâng, vừa rồi các bạn thấy rằng bom xe A thủ cũng nhiều chứ cũng chả phải là ít, trong đó đến bom xe B thì chả có tí tin tưởng nào luôn. Vâng, bộ đôi Edward với rớt thì chả có tí tin tưởng nào luôn. Thôi chung là thì về đây là một cái map thi đấu mà Na'Vi có vẻ như đang tập retake bom thì đúng hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến chuẩn bị đến round đấu pistol round. Vâng, bây giờ vẫn đang là cái khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp. Thường thì ở những cái giải đấu SL Pro League thì họ sẽ có khoảng 1.5 đến 2 phút là thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp. Những cái giải SL thì các bạn xem khá nhiều, các bạn biết điều này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với round đấu pistol round. Vâng, Na'Vi mà thua round này là hết hy vọng luôn. Còn thắng round này thì tất nhiên là vẫn còn hy vọng, tại vì NIP cũng không phải là một team bắn quá tốt bên phía CT side. Điểm yếu của NIP thì ở bom xe B. Bom xe A thì bọn NIP bắn khá hay vì đơn giản là nó có thằng Dennis và thằng Raken. Trong đó thì bom xe B mới là điều mà NIP họ sợ hãi. Vâng, bom xe B thì những lão tướng thì không phải là có phong độ quá tốt, phong độ khá phập phù. Và đây là một tướng mà NIP bắn 4 bom xe A. Vâng, solo B đến từ vị trí của Getride. Getride có 2 plat nhảy check đến từ Getride. Một quả smoke ném ra che tower đến từ cách biệt team Na'Vi, bắt đầu trả được bom xe B rồi. NIP đang di chuyển xuống. Vâng, Flamy đang bay tơ tiếng này. Và bây giờ thì Getride đang đứng kề trước, chúng ta hãy chờ xem. Getride đang lùi lại, đây chúng bỏ bom và retake ngược đến từ team NIP. Và giờ thì Getride vừa rồi bị ăn một quả nết vào mặt thì phải. Vâng, một tình huống Getride bị ăn một quả nết vào mặt. Flamy vẫn đang bay tơ rất lì lợm. Rex không biết điều này. Và bây giờ Rex có nằm xuống về Flamy hay không? Và bây giờ Flamy, và Flamy rất bình tĩnh, một mạng cho Edward rồi. Và giờ thì Flamy bỏ qua vị trí Rex. Vâng, bây giờ Flamy, Flamy hạ gục Rex, tôi hỏng rồi. 5v3, Dennis có một mạng trước khi nằm xuống về Electronic. Electronic có double kill. Getride bị ấp diêm tập thể. Vâng, bây giờ thì Getride đổi mạng của Edward. Getride đang muốn xếp súng. Vâng, tình huống này Getride sẽ cố gắng xếp cái kit này. Getride đang có một cái kit trị giá 400 đô trong người. Xếp cái này cũng là một điều hay. Và giờ bom sắp nổ rồi, chạy nhanh. Vâng, như vậy là bom nổ. Vâng, bom nổ và Getride không mất máu thì cũng chạy kịp. Các bạn thấy thì đúng rồi, Getride đỏ máu rồi. Và vừa rồi có một thành viên Na'Vi bị bom nổ chết. Và đây là những tình huống bắn rất tốt của Electronic, toàn mặt luôn. Vâng, toàn mặt. 42 team Na'Vi, một tiếng bắt bài sai tương tự các player team NIP. Và NIP đang rất cẩn trọng, các bạn thấy không lắp ráp trong round này. Đây là một round đấu mà NIP chỉ lên những khẩu lục vào thôi, đó là những khẩu Deagle không ráp.
Nip đang giữ tiền để cho cái round đấu goodbye có thể lên được đầy đủ bom mìn. Vâng, Get Right có kit. Và đây là một round đấu Raken đang full eco để giữ tiền lên off. Tỷ số đang là 10-24. Navi đang có cơ hội để comeback trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, như vậy là cách biệt team Navi đang lên cho mình 3 khẩu AK và 2 khẩu Mark 10. Những khẩu Mark 10 là những vũ khí dùng để tăng cơ cực kỳ hiệu quả, tại vì đây là những khẩu súng nhảy bắn rất là tốt. Mark 10 sẽ là người đi trước những tình huống nhảy hút đạn, và sau đó thì AK sẽ đi sau để đổi mạng. Vâng, các bạn thấy Simple đang di chuyển rất nhanh của Mark 10 và đối mặt với Simple đang là Rex. Giờ thì ai sẽ người chiến thắng trong tình huống này đây? Simple chắc chắn sẽ lắc vào. Và giờ thì Simple, vâng, như vậy là Simple đã là người chiến thắng rồi. Rất khó để Rex có thể đối đầu với Simple. Và bây giờ thì đang có tiêu bắn đến từ Forest. Chưa có mạng cho Forest. Vâng, đang stack 3 bom xe A. Và chúng bạn cũng chờ xem. Cương 2 người và Cương Nico. Bom được cầm về B rồi. Dennis đang solo B. Dennis nghe thấy điều gì đó. Toàn bộ đội hình của team Nip đang bách về bom xe B. Vâng, một pha bắt bài chính xác. Nhưng vấn đề là bắt bài chính xác thì đổi được mấy mạng đây. Giờ chuẩn bị tràn vào. Flamey hạ gục Raken. Vâng, lửa được ném vào, một con lửa rất điệu đà. Và bây giờ thì Get Right vẫn chưa có mạng. Tiếp tục cùng chúng xây tốt, Edward đổi được một. Dennis headshot Edward. Vâng, giờ thì Dennis sẽ làm gì đây? Dennis lộ vị trí rồi. Khó rồi, và Dennis nằm xuống. Các bạn thấy khả năng bắn Deagle của team Nip thực sự là không tốt. Chính ra bọn Nip này chỉ có mấy thằng bắn Deagle được thôi. Nip làm team không có nhiều người bắn Deagle tốt. À không, nó cũng có 3 thằng. Thằng Dennis là một thằng bắn Deagle tốt. Tại vì thằng Dennis thì lục súng nào mà bắn hay. Rick cũng là một thằng bắn Deagle tốt. Thằng Forest cũng là một thằng bắn Deagle cũng được. Còn Get Right bắn Deagle tôi thấy no hope. Thằng Get Right chuyên là một thằng sấy, chưa bao giờ là một thằng nổi tiếng với khả năng bắn Deagle cả. Vâng, như vậy stack 5 bom xe A. Get Right nhảy xuống con Victor. Get Right cầm USP ngồi con Victor làm gì đấy, để cho Simple bắn ấm hồn. Còn này Get Right chết 99%, tôi khẳng định các bạn luôn. Nào chuẩn bị đây, chuẩn bị đây. Trừ khi Simple không check, check mà nó check mà. Nào nào, nào nào, nào. Thấy các bạn thấy không? Bắn trước vẫn chết. Thì đúng rồi, mà thằng Get Right nó cầm khẩu CZ75 ấy, thì mình nghĩ là thằng Get Right nó giết được Simple. Nhưng thằng Get Right cầm khẩu USP là no hope rồi. Thằng Get Right bắn USP kém lắm. Và bây giờ làm đúng 5-4 và bom xe B đã clear. Tỷ số sẽ là 62 cho team Navi thôi. Và có vẻ như điều mà tôi lo sợ đang diễn ra. Và round sau Nip sẽ có một round full buy. Tuy nhiên thì với cái khả năng bắn buồn. Ui, vâng, rớt vừa rồi ăn ăn 2 viên P250, một viên vào đầu, một viên vào người, chết luôn. Vâng, rớt còn chưa hình dung ra địch ở đứng ở đầu, chưa định hình được vấn đề. Và rồi thì Electronic đang kê ở dưới. Chúng bạn cũng chờ xem. Rex với khẩu Mark 10 đang muốn đi cày tiền. Rex cần có người thí mạng cho anh trong tiếng này. Nên có một người thí mạng. Bây giờ Rex đang bò xuống và B Rex bị bắn vào mồm rồi. Rất lãng phí. Vừa rồi thằng Rex không nên đi xuống một mình. Vừa rồi thằng Rex nó có một quả bom lửa. Thằng Rex vừa rồi nên đi sau thì hay hơn. Để một thằng USP, ví dụ như thằng Forest đây này. Forest tay USP chả có cái đéo gì thì nhảy xuống thí cho nó. Vâng, Forest thì lại không xuống mà để thằng Rex xuống. Vâng, tỷ số bây giờ là 62 dành cho các thành viên của team Navi. Rồi Nip sẽ có một round full buy đầy đủ. Các bạn thấy sau những round eco cẩn thận thì bây giờ Nip đang có những tình huống full buy giáp 2. Vâng, full bom rất đầy đủ. Và không biết rằng Nip sẽ có sự thay đổi nào hay không. Ai sẽ là người bắn A đây? Vâng, như vậy là Navi đang đi rất đông vào bom xe B. 5B ở tiếng này, một quả smoke được ném ra che mid ngay từ T-side. Vâng, quả smoke rất dễ ném. Và đội hình của Nip trong round này đang khá là bất ngờ. Khi mà Get Right với cả Rex đang là hai người cánh A. Vâng, bộ đôi chuyên gia cánh B thì được thuyên chuyển công tác về bom xe A rồi. Có vẻ như không chỉ Navi mà cả Nip cũng đang gây bất ngờ cho đối phương. Bắt đầu tràn bom xe B. Vâng, đang làm đúng solo B đến từ cách biệt team Deep. Đẩy hai shot rồi. Một mạng dành cho Forest. Dennis hạ gục được Zeus. Dennis bắn tốt. Dennis nằm xuống về Flamey. Vẫn còn một người cũng bị shot nữa. Vâng, bị shot còn người. Bây giờ có lửa ném vào. Raken bắt buộc phải lùi lại. Vâng, Raken mất vị trí thuận lợi rồi. Và bây giờ Raken có vẻ như đang muốn đẩy ra B-Long. Không có B-Long sẽ khó tìm retake bom này. Vâng, vừa rồi Dennis chỉ đổi được một mà thôi. Vừa rồi có quả smoke được duỗi dài từ Get Right. Quả smoke khá là khó chịu. Vâng, các anh viên của team Nip thì họ giữ được B-Shot. Họ còn quả smoke đến từ Raken. Và giờ Raken đang đẩy vào. Chúng ta chờ xem Raken sẽ làm gì đây. Edward đang kề góc khá đẹp. Vâng, giữa lưng một quả smoke của Get Right. Giờ quả smoke này tan thì Edward mới nằm. Và bây giờ Edward bị gục bởi Rex rồi. Tiếp theo thì Play Me có một mạng của Rex. Giờ thì đẩy ra, chưa có mạng. Get Right nằm xuống bên Electronic rồi. Bây giờ Raken bắn trượt một lần nữa. Vâng, ngày hôm nay Raken bắn trượt off hơi nhiều. 72 cho team Navi.
Có vẻ như kịch bản đang diễn ra đúng như những gì tôi dự đoán chăng? Các bạn thấy, cứ team nào bắn City sai thì thua. Hai team này đều có đặc điểm chung là bắn City sai rất là tệ. 72. Vâng, bây giờ thì khách viên của team Nip sẽ có thêm một round eco nữa. Rất căng thẳng. Vâng, bây giờ đến lượt những kèo over đang căng. Và Simple với headshot Drake ở khung mid. Một tiếng tăng ra, vứt pick rất tốt của Simple. Chỉ còn lại một mình Raken đang ở mid vừa rồi. Raken ăn quả flag. Raken chạy về rất nhanh. Giờ Raken liệu có lẩn về được kịp thời hay không đây? Raken cần có những tiếng di chuyển nhanh hơn. Có flag được búp ra. Vâng, Raken đang bị bao vây và không thể lùi về được nữa. Và chúng ta cũng chờ xem. Bách toàn bộ hình về bom xe A. Nip bỏ hoàn toàn bom xe B luôn. Raken đang chờ một flag của đồng đội. Vâng, Raken chờ flag và như vậy là Flamy và Agug được kết right ở khu bom xe A rồi. Một tiếng tăng lên đến từ Flamy. Và giờ Raken liệu có mạng hay không khi mà vị trí của anh đã lộ. Rồi thì anh bị bao vây. Và như vậy là rớt Agug được Raken. Không có hy vọng cho Raken thì cũng vừa rồi. Giờ sẽ là chúng tràn ở bom xe A rồi. 5v2, Forest và Dennis là hai người duy nhất còn sống. Vâng, Dennis đang bắn cường skill. Dennis đang chọn phương án cường skill tiếng này. Giờ thì giỏi lắm nhưng đổi được một mạng. Lại chờ xem. Vâng, như vậy là Dennis đổi được đúng là một mạng thật. 82 là team Na'Vi rồi. Có vẻ như ngày hôm nay mình đang dự đoán cái gì cũng đúng. Vừa rồi là một round đấu, các bạn thấy. Bây giờ thì không biết rằng Na'Vi có đánh bom xe B nữa không. Bọn Na'Vi từ nãy giờ nó dùng chiến thuật của giống y hệt bọn Nip cơ. Nghĩa là đến round full buy đối phương đánh B-Long y hệt. Nó diễn lại tất cả những gì mà bọn Nip đã diễn ở bên phía T-Side. 12-8. Không biết rằng liệu Nip có thể kết thúc trận đấu này hay không đây. Một quả smoke được ném ra chai mid. Và lần này thì Raken đã đẩy lên được vị trí đẹp hơn. Tuy nhiên có một người đã đẩy ra A-Long. Raken có biết điều này hay không? Forest hạ gục được Just. Vâng, Simple bắn trượt rồi. Quả smoke che mắt Simple. Và bây giờ thì Simple chán hẳn. Vâng, tiếp theo Drake có một bạn của Play Me ở khu B-Shot. Một tình huống mà các bạn thấy Rick là người bắn ở khu connector vừa rồi. Raken bắt được Edward. Và tỷ số có lẽ sẽ là 13-8 với các khách viên của team NIP vừa rồi. Liên tục ở những tình huống pick người lẻ rất hay đến từ team NIP. Một người bị pick ở B-Long, một người bị pick ở khu vực mid và một người bị pick ở khu vực B-Shot. Các bạn thấy có vẻ như là chiến thuật mới của Deep đang bắt đầu phát huy hiệu quả rồi. 12-8 và bây giờ tỷ số sẽ là 13-8 thôi. Và giờ chúng ta cũng chờ xem hai player còn lại của Na'Vi sẽ diễn như nào đây. Và bộ đôi của Na'Vi đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì bộ đôi này là bộ đôi có thể đặt hy vọng được. Electronic và Simple. Vâng, bộ đôi thú hoang này mà nếu mà nó có chết thì chắc là Nip cũng trọng thương. Tôi nghĩ là như vậy. Khả năng cao là cũng trọng thương, không phải dễ dàng đâu. Giờ thằng Simple nó sẽ cover. Đây rồi, nhìn thấy thôi hỏng rồi. Vâng, như vậy lộ vị trí. Thôi xong. Cái quả smoke này khác đéo gì quả smoke là thôi chúng mày về nhà xếp súng đi. Đừng lên đây nữa. Vâng, cái quả smoke này đúng là như vậy các bạn thấy. Cái quả smoke ở cái thời điểm 38 giây nhét vào mồm như này thì đúng là chỉ thôi chúng mày về nhà xếp súng đi, đừng lên đây. Lên đây chỉ có chết thôi. Và đúng là như vậy. Bây giờ thì Na'Vi chọn cho mình phương án xếp súng như nào này rồi. Tỷ số là 13-8 dành cho team NIP. Na'Vi thì họ đang có rất nhiều tiền và Nip họ rất cần những round thắng nguyên vẹn như này. Những round thắng như này giúp cho họ có cho mình một số tiền lớn. Và họ sẽ có tiền, họ sẽ không bị đối phương ép vào trạng thái là quá yếu tiền. Get right hiện giờ chỉ có 8 frag mà thôi. Sau 21 round đầu, hiệu số có thể nói là rất thấp đến từ Get Right. Phong độ Get Right thời gian gần đây có thể nói là càng ngày càng tệ. Vâng, anh đang không theo kịp những người đồng đội của mình, những người đồng đội trẻ. 13-8 với team NIP. Và bây giờ sẽ là một round full buy nữa của Na'Vi. Na'Vi vẫn còn tiền, vẫn có thể full buy thêm một round đầu nữa. Vâng, bây giờ thì smoke ném ra. Và lệnh huống này chúng tràn mid nhanh rồi. Tràn connector nhanh. Lần này Na'Vi không đi B. Rex đang người duy nhất đứng connector. Rex đang muốn cường skill. Góc đứng cường skill. Rex có một bạn rồi. Bắn tay rất to. Và Rex nằm xuống về play me. Vừa rồi bạn thấy Rex nó đứng giữa đường thì nó bắn nhau. Góc đứng có thể nói là cực kỳ láo. Chưa thấy thằng nào bắn connector được cái góc đấy cả. Một cái góc đứng không khác gì Rex coi thường đối phương cả. Kiểu bố mới tay to hơn ý. Vâng, các bạn thấy rằng Nip thời gian ở đây họ đang có sự thay đổi. Khi mà bộ đôi tài năng trẻ sẽ là bộ đôi bắn bom xe A. Rex sẽ bắn cặp Raken. Raken đằng kia trước khá đẹp, có flag đem ra. Vâng, Raken lộ vị trí rồi. Bây giờ Raken đang lùi về. Trả smoke ra khá hợp lý các bạn thấy. Sau khi tình huống lên connector thì thằng Simple nó kê một phát trực diện về khu vực nhà vệ sinh luôn. Và thằng Raken vừa rồi mà nhoi ra lần nữa thì không khác gì là tự sát cả. Và giờ thì bắt đầu đẩy vào chiếm nhà vệ sinh. Na'Vi đang chủ động đánh chậm.
và Dennis lại có một tình huống đẩy về, Dennis back up về khá kịp thời. Chúng ta xem một mình Raken đang là người solo à, bắt đầu ném bò rồi. Raken chạm vào Vlad khá điệu đà. Vâng, bây giờ thì đã ấp đúng bò và rất gần, và Raken không hề biết điều này. Bây giờ Raken nằm xuống về Flamy rồi, Flamy không check kỹ góc. Và bây giờ chúng ta xem Dennis, Dennis có một mạng của Simple. Dennis vẫn chưa hề nằm xuống, bom xe A bị chiếm nhưng Dennis vẫn đang giữ được một vị trí khá quan trọng. Bây giờ Dennis bút Flash thì đồng đội đẩy lên. Ui rồi, quả Flash rất khó chịu. Bây giờ cách biệt của team Nip họ không đi khu vực City Bay. Vâng, họ đang đi quá đông người. Họ đang đi quá đông người ở khu vực nhà vệ sinh. Hơi khó để đi tích bom tiếng này. Bây giờ thì Forest chưa thể bò lên được. Forest vẫn đang phải chờ đồng đội đẩy vào trước. Forest đang rất bình tĩnh và bây giờ chúng ta chờ xem Forest đổi vị trí rồi. Vâng, Forest đang đứng kề trước, hai người đứng ở City Bay. Khó cho Forest rồi, bây giờ thì nhà vệ sinh cần phải đẩy vào nhanh hơn. Vâng, bây giờ thì tăng vào rất nhanh, get right check không kỹ. Và giờ thì get right, vâng chúng ta chờ xem get right. Vâng, như vậy là get right nằm xuống như dự kiến. Raken Dennis đổi được một mạng, Forest nằm xuống rồi. Dennis không thể thoát được và tỷ số là 9-13 cho team Navi. Nip sẽ phải eco một round, à không, số tiền này có thể up cố được. Không biết là có up cố hay không đây. Quyết định là ở Nip thôi. Tôi nghĩ eco một round vẫn là quyết định hay hơn. Một round đấu mà các bạn thấy rằng Raken lại cũng đúng timing sai. Các player trẻ thì họ timing khá là lỗi. Và đây là một round đấu eco đến từ team Nip rồi. Tỷ số có lẽ sẽ là 10-13 cho Na'Vi thôi. Chưa biết được. Vừa rồi để Raken chết chay và đó là một điều làm cho... Ui, Forest vừa rồi làm gì đây? Forest tự tin quá. À đây họ lại còn nhặt súng. Vâng, như vậy là Raken vẫn nhặt được khẩu định cổ. Rex coi mình một mạng của Flamie và con Victor rồi. Một tiếng đấu súng. Và bây giờ Rex sẽ nhặt được khẩu AK. Đây mới là mối nguy hiểm dành cho Na'Vi round này. Trong khi đó thì Raken vẫn đang rất lì lợm, các bạn thấy. Các anh viên của team Na'Vi thì vẫn chưa biết rằng Raken đứng gần hay đứng xa. Rex có thêm một mạng nữa của Zeus. Một quả flash trả ra Elong. Vâng, Raken trắng xóa nhưng Raken vẫn lì lợm. Và Raken biết rằng đối phương không hề đẩy Elong. Vừa rồi thì quả flash của Simple là quả loát dọa đối phương. Nhưng với việc Raken, bây giờ Raken đang đẩy ngược ra lấy thông tin rồi. Vâng, đội hình của team Nip đang là rất đẹp trong round này. Rex vẫn còn sống và còn cho mình 24 máu và một khẩu AK. Get Rai đứng ngay sau cửa, Get Rai không được phép chết chay tiếng này. Giờ thì bò connector lên A. Vâng, như vậy Raken đang móc lên rồi. Và chúng ta chờ xem, Rex sẽ không được chết. Rex đang lùi về. Vâng, như vậy Raken đang report sai thông tin. Raken đang bảo rằng đối phương về B, Rex đang về B rồi. Cách biệt team Nip đang bắt bài sai. Một tiếng nữa Raken không hề lắc ra chân bit. Vâng, như vậy là có vẻ như Nip mắc sai lầm rồi. Bây giờ bom sẽ đẩy lên bom xe A. Và cách biệt của team Nip sẽ di chuyển như thế nào đây? Làm gì có B? Vâng, thôi hỏng rồi. Cái gì thế này? Vâng, như vậy là chân bit không kỹ. Bây giờ Raken sẽ ngó ra và phát hiện ra không có ai. Vâng, không có ai rồi. Đi về, đi về, đi về, đi về, 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 về. Về anh ơi. Ủa, cái gì đấy? Bây giờ vẫn chưa về à? Vâng, bây giờ thì về nhanh lên. Bây giờ thì đối phương đang bò vào xe rồi. Nip đang mách về rất nhanh. Tham minh là cận kề. Trời ơi, một tình huống không thể tin được. Raken check góc có thể nói là rất tệ tình này. Một tình huống lỗi rất lớn thuộc về Raken. Simple có một bạn rồi. Dennis nhặt được AK. Bây giờ Dennis đang bị kề trước. Simple đã góc kề trước. Móc rất xa. Các thành viên team Nip bị lừa. Một tình huống mà tự các thành viên team Nip lừa nhau. Và bây giờ thì sao? Vâng, Get Right nằm xuống rồi. Electronic cạo Get Right. Và giờ thì không có bạn. Ủa, úi giời, cái bố Raken này, trời ạ. Vâng, như vậy Dennis bắn tốt, tuy nhiên thì 2v2 không đủ tham và tỷ số bây giờ chắc chắn sẽ là 10-13 cho Na'Vi. Lỗi cực kỳ lớn thuộc về Raken thì cũng vừa rồi. Vâng, vừa rồi Raken. Vâng, Raken vừa rồi thực ra để cho thằng Rex nó back về là đẹp rồi. Thằng Raken vừa rồi lại còn móc B, lại còn báo là A clear. Trời ạ, một thông tin sai lệch. Và tỷ số bây giờ là 10-13 cho team Na'Vi. Giờ thì cẩn thận là Nip sẽ bị comeback ở trong trận đấu này. Họ sẽ bị thua ngược. Rất dễ là như vậy. Tôi đang nghi là như vậy. Vâng, rất dễ thua ngược. Và bây giờ Na'Vi còn vứt bom ở T-side kìa. Không thằng nào thèm nhặt bom luôn. Mệnh ai nấy đi. Vâng, nhặt bom sau. Ở vị trí vứt bom rất là xấu. 10-13 cho Na'Vi rồi. Vâng. Vẫn là Rex và Raken là hai người canh bom xe. Vừa rồi các anh viên Rex đã bắn rất là tốt trong round đầu vừa rồi. Nhưng cuối cùng một pha report sai đến từ Raken đã khiến cho các anh viên team Nip phải trả giá. Vâng, vừa rồi thằng Raken thậm chí nó còn móc đến tận B-Long, nó còn không report luôn cho đồng đội. Bọn Nip back về quá chậm. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem. Như vậy là bộ đôi trẻ sẽ bắn bom xe A. Ba lão tướng, ba thanh niên già thì sẽ bắn bom xe B.
Và đây là round đấu mà Na'Vi đang bắn có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Và các viên Na'Vi họ đang bắn rất chậm rãi và chắc chắn. Các bạn thấy rằng round đấu Piston quan trọng như nào? 12-3 rồi vẫn có thể comeback được bình thường nếu ăn được round đấu Piston. Cái tên của anh là Nắng. Vâng, như vậy là quyết định đánh bò xe B rồi. Một tiếng đánh từ B-Long vào, vẫn là một quả smoke che cung tower. Và giờ thì kết này đứng gấp cường skill, tay thì đã đéo to rồi, lại đứng gấp này. Còn flash ném vào khá tốt, giờ thì kết này xấy khổ tóc rồi, một mạng. Ui dồi, ngó ra lần hai nữa. Tay thì đã đéo to, nhưng Dennis vừa rồi hạ gục Electronic, vẫn đang giữ hai người B-Long. Bây giờ thì một mạng dành cho nữa, dành cho Dennis. Dennis bắn rất tốt, Simple và gục Rick. Và giờ thì Dennis có triple kill. Vâng, Forest nào gục được Simple. Và tỷ số bây giờ là 14-10 team NIP. Một round đấu mà Dennis đã bắn quá hay. Vâng, vừa rồi Dennis bắn quá hay các bạn ạ. Dennis vừa rồi bắn quá hay. 14-10 là team NIP rồi. Một mình Dennis vừa rồi đứng ở dưới nước không gần như không có sự cover. Vẫn có thể có cho mình 3 mạng. Trong đó Get Right thì cũng lắc ra thứ hai là tình huống mà tôi thật thằng Get Right rất dạng. Tình huống đầu tiên là Get Right giết một, tình huống thứ hai nó ngó ra không khác gì tự sát cả. Dennis bắn tay to thật, kinh khủng. Còn đây là những tình huống bắn của Dennis toàn mặt, sợ thật. Và các bạn thấy ba cái mồm rất nhanh, cực kỳ nhanh. 14-10 và bây giờ Na'Vi mới là người phải tactical timeout trong round này. Vâng, Na'Vi đang phải tactical timeout. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, như vậy đây sẽ là một round đấu rất quan trọng đến từ khách viện của team NIP. Họ đang không còn nhiều tiền trong round thắng vừa rồi. Và nếu mà thua round này thì Na'Vi sẽ có cơ hội comeback. Và cơ hội comeback sẽ lên tận là 13-14 chứ không phải là 12-14 nữa. Và bây giờ chúng ta cũng chờ xem Na'Vi đang có dấu hiệu yếu tiền rồi. Khá là bất ngờ khi mà Electronic với cả Simple mỗi người còn 2.300 tiền. Tuy nhiên thì rớt vẫn phải bắn CZ trong round này. Một round đấu mà có vẻ như bộ đôi Electronic và Simple không hề có ý định drop súng của Just. Còn bây giờ thì có đâu súng rồi. Vâng, Just vừa rồi có một thông tin. Còn bây giờ thì solo em. Vâng, như vậy là Play B nằm xuống với Forest. Một tình huống rất lì lợm của Forest. Và bây giờ thì các thành viên của team NIP đang có lợi thế hơn người. 15-10. Chàng, liệu có lên được round đấu thứ 15 hay không đây? 5-4. Lợi thế đang là rất lớn. Giờ thì toàn bộ đội hình Na'Vi lại quay về đánh bom xe B một lần nữa. Vâng, lần này đang có sự thay đổi. Dennis Raken đang bật bom xe A, thôi hỏng rồi. Vâng, như vậy là ba bom xe B lại không có Dennis. Bom xe B trở nên dễ tủng hơn rất nhiều. Giờ thì bắt đầu bò chay vào. Chúng ta xem Rick đang nhảy check đến tin. Rick ăn một viên đồng hồ. Get Right nằm xuống. Forest đổi được một mạng mà thôi. 3-3 hỏng rồi. Đúng những gì mà tôi nói. Vâng, đúng những gì như tôi nói. Và bây giờ thì Simple bắt được Forest. Và tình huống giờ live vết 3. Xếp súng đến từ team NIP. Và đây sẽ ra thắng thứ 11 cho team Na'Vi. Vâng, Dennis phải ở bom xe B và Draken phải ở bom xe A. Tôi khẳng định các bạn như vậy. Nếu hai bom sai mà không có một trong hai thằng này thì chỉ có thua thôi. 11-14 dành cho team Na'Vi rồi. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ không được donate hai củ trong round này. Đó là điều chắc chắn. Over. Mọi thứ có các bạn thấy nó có giống những gì mà tôi dự đoán không? Tôi đã bảo mà hai thằng này bắn city sai đều ngu. Thế nên là khả năng kịch bản. Mà kịch bản nó đúng là như vậy thật. Vâng, NIP thắng 12-3 rồi. Bây giờ NIP bị comeback 11-14. Sau NIP còn yếu tiền. Vâng, như vậy Raken drop được một khẩu súng. Đây là một tiếng Electronic nó vào là bắn chết hai thằng luôn. Thằng Get Right đứng cái góc đầu buổi làm cái gì nhỉ? Vâng, từ nãy giờ các bạn thấy Get Right đứng đây có bắn được người đéo đâu. Đứng ở đấy á. Lần toàn chết chay. Chết bao nhiêu lần ở cái góc đấy rồi. Vâng, NIP eco full trong round này. À, Dennis buy luôn. Và một mình Dennis buy full bomb. Hai ọp. Vâng, hai khẩu ọp. Giờ lại là một tiếng đánh B tiếp rồi. Đây là một tiếng mà NIP có một khẩu ọp canh B. Và giờ chúng ta chờ xem Raken đang quăng pick người bị sót. Giờ thì Get Right thôi lại chết chay nữa rồi. À đây rồi, chả còn nết ra. Trốn sau cái cột. Vâng, Raken đang di chuyển rất quái. Và bây giờ Raken nào cũng được Captain rớt. Tiếp theo sao? Raken có cho mình double kill. Raken nằm xuống với Simple. Rick lại nhặt được ọp. Bây giờ Rick bắn trượt vào ngay lập tức đi phải trả giá. Vâng, bây giờ là tiếng 2 vết 3. Rất khó để detect bomb. Dennis nên xếp súng đi hơn. Chúng ta cũng chờ xem.
Dennis trả bom rất nhiều và như vậy là Forrest nằm xuống. Dennis bắt được Simple rồi. Dennis vẫn đang rất lì lợm. Có vẻ như Dennis muốn retake và tỷ số là 12-14 anh em nào vì 12-14 anh em nào vì các bạn thấy Get Ryan nãy giờ cứ thích mua cột. Get Ryan đằng mặt mo CB khá là tù túng. Vâng, thích mua cột mà cái vị trí mua cột lại là một vị trí khó. Và giờ Nip khả năng cao sẽ bị eco một round. Với số tiền này chắc chắn sẽ là eco một round. Round sau đến full buy. 25 mạng dành cho Dennis rồi. Vâng, các bạn thấy Dennis giờ đang có đến 25 mạng. Và giao diện của SL lại bị lỗi một lần nữa. Vâng, giao diện bị lỗi một lần nữa. Khi mà có đến 2 symbol trận đấu ngày hôm nay. Vâng, nếu mà có 2 symbol thật thì chắc là Nip no hope luôn. Electronic đang đầu quân cho NIP. Tỷ số đang là 14-12 dành cho team NIP. Có vẻ như lại có một player bị dip ra khỏi server. Rất giống với cả hình ảnh trận đấu trước. Belong đang là tử huyệt của team NIP trong trận đấu này. Các bạn thấy duy nhất có một round chống được Belong, đó là round đấu mà thằng Dennis nó đứng nó bắn 3 mồm. Còn lại thì Nip gần như không thể giữ được Belong. Vâng, họ không có một người nào đứng ở khu Belong gần cả. Get Rai thì nãy giờ luôn luôn đứng cột. Mà Get Rai trận đấu ngày hôm nay đang lỗi skill rất là nhiều. Đứng cột không phải là một vị trí đẹp. Bọn Nip cũng không căn được timing để buff flash ra để check. Nói chung là bọn Nip đang bắn rất là tù ở bom xe B. Và khả năng cao sẽ là một round eco từ Nip thôi. Get Rai hay sấy tại sao lên không lên bom sai A mà đứng. Vâng, giờ lại rất là bất ngờ khi mà Get Rai lại đang là điểm yếu của team Nip thời điểm hiện tại. Các bạn thấy kích exit ra những tưởng Nip sẽ mạnh hơn. Dennis vào thi đấu rất là tốt. Nhưng mà cuối cùng Get Rai lại đang thọt từ cái giai đoạn Dennis dồn team, giờ thì Get Rai đang bắn không đúng phong độ của mình. Chính thằng Get Rai nó cũng phải thừa nhận là như vậy. Là thời gian gần đây là nó đang bắn rất là tệ. Và cần phải làm gì đó. Tôi nghĩ rằng Getline đã đến lúc mà Getline nên thay đổi lối chơi và cả config của mình. Những cái lối chơi của Getline là những cái lối chơi sấy quá nhiều. Có lẽ thời gian gần đây thì mọi thứ nó không còn phù hợp nữa. Khi mà Getline không còn trẻ ngày xưa, đã có dấu hiệu tuổi tác rồi. Ngày xưa trẻ thì thằng Getline nó bắn kiểu gì nó bắn cũng kinh. Bây giờ thì nó cũng không phải là trẻ nữa. 25, 26 tuổi rồi. À đúng rồi, thằng Get Right mới là thằng bằng tuổi mình. 91. Tôi bảo anh xem 92 mà. Gì? Ai xem 92? Anh. Tao bảo xem 92 bao giờ? Lâu rồi. Điên à? Có bao giờ tao bảo xem 92 mà hỏi kinh chat. Hỏi kinh chat xem tao sinh năm bao nhiêu. Vâng, và bây giờ trận đấu đã được tiếp tục. Và giờ Nip sẽ có một round. Wow. Như vậy là Nip quyết định chơi luôn tới bến trong đầu này. Bay luôn trong đầu này. Quyết định khá là mạo hiểm. Chúng ta cũng chờ xem liệu nó có phát huy tác dụng hay không đây. Vâng, một round bay luôn. Và như vậy Dennis sẽ bắn CZ trong đầu này. Bắn 4 bom xe A ép mid luôn đến từ vị trí Rek. Rek đang bắn rất cường skill tiếng này. Có một người kẹp A-Long. Vâng, một tình huống chơi nhau luôn. Và người đứng ở connector đang là Forest. Rick đang đứng góc khá dị và chúng ta chờ xem. Rick bắn yếu được Sipo rồi. Rồi Rick xô lên. Rick bắn vào mồm của Captain Zed. Bây giờ thì Get Rai có một bạn. Get Rai nằm xuống với Edward. Thì giờ đang là 4v3. Sipo đã bị ảo. Vâng, bây giờ thì tiếp theo thì Forest Raken. Mỗi người một bạn. Cuối cùng thì đó là double kill cho Raken. Sau một tiếng bao, các bạn thấy rằng Nip gần như là thay đổi. Lột xác thành một con người khác. Get Rai cũng dùng reset máy. Bạn thấy Get Rai có vẻ như đã tự ti frag mình. Nên quyết định reset frag. Một tình huống các bạn thấy 101 đến từ Get Rai luôn. Vâng, reset máy. Có vẻ như là Get Rai đã đổ tại máy trong round đấu những round thua vừa rồi. Và ngay lập tức Nip có cho mình một round thắng 15-12. Vâng, một tình huống ép 4 mid rất bài bản đến từ khách biển của team Nip. Và Rake vừa rồi lại một tình huống bắn theo kiểu tay cực to chứ không phải tay to. Các bạn xem Sipo đẩy lên. Sipo nằm xuống 7 Rake rồi. Lại là một tình huống đấu skill nữa và Rake là người chiến thắng. Simple thua cuộc, bây giờ Get Rai cũng lật qua Smoke. Get Rai có một bạn, không có double kill cho Get Rai. Raken đã gục được Captain Zed rồi. 4v2.
Vâng, đây là cơ hội để kết thúc trận đấu. Rex đang ngồi vị trí rất quái. Electronic không hề nghĩ ra tình huống này. Và như vậy Rex có 5 kill. Và đó là triple kill của Rex với tỷ số là 16-2 cho team NIP. Một tình bắn tay cực to đến từ vị trí của Rex. Và Nip đã giành chiến thắng trong map thi đấu pass này với tỷ số là 16-12. Vâng, như vậy là các thành viên của team Nip đã giành chiến thắng ở map thi đấu đầu tiên. Và chúng ta chuẩn bị đến với map thi đấu thứ hai. Map thi đấu thứ hai sẽ là map thi đấu Invernal. Vâng, lại là một trận đấu châu bò hút nhau. Hai team này bắn giống nhau.